Hello, thật điểm nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy công suất ở phân khúc cao cấp. Con này sẽ đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là Antec Lăng Sinh. Và dòng này sẽ có tên model là 9444B. Đây là dòng sản phẩm mà có một cái cấu hình nó cực kỳ khủng khiếp, và đặc biệt là nội thất ở bên trong phải nó cực kỳ hầm hố, chi tiết và dày đặc anh em. Và con này đáp ứng được mọi nhu cầu của anh em khi anh em chơi với cặp loa khủng, và đặc biệt là những cặp loa đắt tiền anh em. Ví dụ như là hãng Antec Lăng Sinh thì có rất là nhiều những cặp loa mà đắt tiền và cao cấp, cho anh em nên chơi những cục đẩy mà khủng và của thương hiệu lớn như Antec Lăng Sinh này thì nó mới ra chất âm tốt nhất có thể nha anh em. Dòng này anh em vừa nghe nhạc vừa karaoke, họ anh em mà chơi loa súp này đánh tiếng bung âm cực kỳ tốt. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của sản phẩm này. Đây mặt trước cùng sản phẩm này em sẽ thấy là tên thương hiệu, tên model, bút nguồn. Ở đây là anh em sẽ thấy là thiết kế là cái khung để mà cái luồng gió từ phía sau nó sẽ thổi trực tiếp ra bên ngoài và nó sẽ tản nhiệt. Ở đây anh em sẽ thấy là một cái nhôm tản nhiệt mà chứa rất là nhiều sọ bên trong anh em. Và nữa Nhật sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Còn về mặt sau của dòng sản phẩm này, đây đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là tem của dòng sản phẩm này trước cho anh em. Đây, con này sẽ trang bị cho hệ thống là 400 loa nha anh em. Và công suất của nó là 600W nha anh em. Đây, 300W ở mỗi channel, tổng công suất là tận là 600W. Ở chơi mono thì nó là cũng rất là 600W nha anh em. Đối với những dòng bao của Mỹ anh em, tuy công suất nó ghi thấp như vậy thôi nhưng mà đánh lực hơn những cái dòng sản phẩm mà của tàu công suất là tận là 3-4.000W rất là nhiều. Cho anh em phải lưu ý giữa dòng Mỹ và dòng tàu thì nó sẽ có khác biệt nhau nha anh em, không thể so sánh được. Đây sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta là một cái quạt tản nhiệt nha anh em. Đây quạt này thì nó hoạt động và nó rất là êm anh em ạ. Và bên đây là nút để mà anh em chuyển đổi giữa hai chức năng dual lại mono bridge. Ví dụ như anh em mà chơi cho một cái loa thôi, anh em chơi bridge thì nó sẽ đánh lực hơn và nó sẽ dùng cho một kênh, còn anh em chơi dual, anh em chơi bình thường cho hai loa nha anh em. Đây, Antec Lăng Sinh, hàng chính hãng của Made in USA nha anh em. Còn bên đây, sản phẩm này sẽ trang bị cho hai volume nha anh em. Thì đây là cục đẩy mà nó sẽ có hai channel. Còn bên dưới là các khẩu kết nối tín hiệu nghe nhạc qua jack Canon nha anh em. Còn anh em mà chơi qua cái jack tín hiệu dây cũng được luôn nha anh em. Còn bên đây thì anh em sẽ thấy là sản phẩm mình sẽ xài dây điện nguồn rời. Anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em một cọc dây điện nguồn rời cho anh em, để cho anh em phải mà xài luôn, không cần phải mua thêm gì dây nhỏ. Con là điện 100V cho anh em. Điện 100V là nó sẽ xuất vào cái thị trường mà của Nhật cho anh em. Đây anh em thấy là nó sẽ có tem phân phối chính hãng bởi công ty Nhật cho anh em. Đây Mark 4 Audio Japan, công ty này phải nói rất là nổi tiếng nhưng mà chuyên phân phối những cái dòng sản phẩm mà nhập trực tiếp từ Mỹ và để mời anh em cùng xem qua chi tiết về nội thất ở bên trong của cục đẩy này. Nhà nội thất tổng quan nha anh em, mới đẹp trang nhưng mà đây sản phẩm mình sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn nha anh em, màu vàng óng ánh luôn nhưng mà còn đây là những bản mạch linh kiện ở bên trong nha anh em. Sản phẩm nó sẽ trang bị ra tổng cộng là 4 tụ tập nguồn nha anh em. Và tụ này là của Panasonic nha anh em. Tụ Nhật anh em biết đấy, gia công của nó cực kỳ tốt. Và hãng Pana là một trong những hãng mà nó rất là tên tuổi vậy nhờ. Đây mình quay chi tiết những linh kiện bên trong. Bản mạch xanh lè xanh lét mới kê nha anh em. Đây còn ở trung tâm là một cái nhôm tản nhiệt chứa tổng cộng là
16 con sò sắt bên trong nha anh em. Đây là dòng sò Mexico nha anh em. Dòng sò này nó rất là nổi tiếng nữa mà. Được sử dụng trên rất là nhiều những cục đẩy đến từ thương hiệu Mỹ VSC, hoặc những con dòng Crown sử dụng nó rất là nhiều nữa mà. Nhưng khả năng mà khuếch đại âm thanh và tiếng nhật của những cục đẩy này không cần phải bàn cãi nha anh em. Đây anh em sẽ thấy là quạt thì nó sẽ thổi trực tiếp làm mát hai cái lá nhôm tản nhiệt này nha anh em. Đây sẽ đẩy luồng khí nóng ở bên ngoài giúp cho máy hoạt động tốt hơn nha anh em. Hàng thì Nhật bán bao zin cho anh em cho yên tâm. Giá thì Nhật để lại cho anh em rất là tốt anh em à. Chỉ với là 10.500.000 đồng. Và nếu anh em mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Bây giờ mình sẽ test luôn về sức âm của dòng này với anh em. Và hiện tại Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV rồi anh em à. Đây mời anh em cùng thử sức âm. Đây mình sẽ test từ channel, từ channel 2, từ channel 1. Đây cả hai channel hoạt động rất là tốt. Đường khuya sau trời lấp lánh, đêm nay anh đưa em về, mắt em sao chiếu long lanh. Đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đêm mút lẻ loi. Người yêu ơi trong tình buồn, người yêu ơi trong tình buồn, chọn tình yêu ta đã trao nhau hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho nơi tình nhân yêu trong muôn màng đừng khóc ly ta. Ngày mai anh đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm mai anh đưa em về, mắt em lệ ướt lòng lành. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Về chất âm của dòng sản phẩm này nghe phải nói là quá là hay, nhưng mà không điểm gì để chê nha anh em. Ngọt ngào chi tiết và rất là bùng nổ nha mà. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nếu thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Auto nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video tới. Bye.